Ôn thị hoành hành, sinh linh đồ thán, các nghĩa sĩ tiên môn giang hồ phát động cuộc trừng phạt, hợp lực thảo phạt Ôn thị. Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện tuy lập được công lao hiển hách trong trận đánh dẹp Ôn thị, nhưng vì tu tà khắc người quá mạnh, bị người khác kiêng sợ hãm hại. Năm Huyền Chính thứ 20, năm Canh Thìn xảy ra cuộc chiến của Ngụy Vô Tiện với các thế lực huyền môn. 5 năm sau, trong giang hồ rộ lên tin đồn Ngụy Vô Tiện đã bị giết chết. Người ta đồn rằng kẻ ám sát y không ai khác ngoài sư đệ của mình là Giang Trừng. 4 đại tộc đi đầu là Vân Mộng Giang Thị, Lan Lăng Kim Thị, Cô Tô Lam Thị, Thanh Hải Nhiếp Thị phối hợp quét sạch loạn Táng Cường. Vậy nhưng trong mắt những đại tộc, Ngụy Vô Tiện được xem như là một con ngựa chiến mà thôi. Trước khi chết, y nắm giữ tà môn âm hổ phù và đã tự tay hủy nó đi. Đi vào nội dung chính, 13 năm sau, một thanh niên tên là Mạc Huyền Vũ dùng máu tươi của mình để gọi hồn Ngụy Vô Tiện nhập vào người mình. Đúng như dự đoán, rất nhanh sau đó đã nhập hồn thành công. Nam chính tỉnh dậy, chưa kịp biết chuyện gì mới xảy ra đã bị hai tên đến ức hiếp. Trong đó có một gã được cho là thiếu gia của nhà họ Mạc tên là A Uyên. Bọn chúng tra đạp rồi chế giễu thân phận của Mạc Huyền Vũ mà không hề hay biết rằng thân xác đó giờ đã là Ngụy Vô Tiện. Không bỏ qua cho đám xúc sinh đó, anh lập tức chạy theo đánh cho tên mập vài cú đau điếng, khiến hắn ta cùng với người hầu tháo chạy. Không từ bỏ, anh còn dùng con lừa đang bị trói rút đuổi theo. Lúc đó Mạc gia cũng có khách, nghe Mạc phu nhân nói thì thời gian gần đây có nhiều thêm mau hoành hành, cho nên mời Lam Cảnh Nghi và Tư Truy, người của Cô Tô Lam Thị đến trừ ma quỷ. A Uyên quay về mách mẹ vì bị ức hiếp, không lâu sau thì Ngụy Vô Tiện cũng xông vào tới. Nhìn thấy đồng môn Cô Tô Lam Thị, y mừng rỡ lợi dụng cơ hội tiếp cận. Sau một hồi ẩu đả thì chuyện của anh và A Uyên tạm gác lại để cho tiên sư thực hiện nghi thức gọi hồn. Trước khi vào nghi lễ, bọn họ yêu cầu tất cả cánh cửa trong làng đều đóng lại. Trên nóc nhà có treo lá cờ, mỗi cây cột đều phong ấn một lá bùa. Ngụy Vô Tiện xoay mình trong mặt nước, thấy dung mạo hiện tại rất hài lòng. Y vẫn luôn thắc mắc tại sao Mạc Huyền Vũ lại gọi hồn của mình và ba điều kiện của cậu ta muốn anh thực hiện là gì. Đêm đến cũng là lúc lâm trận bắt mà. Lúc này một người hầu cầm theo chiếc đèn đi dò la tình hình trong phủ. Hắn nghe âm thanh kỳ lạ liền đi theo. Tiến lại gần một bụi cây, bên trong có một xác chết. Thi thể không ai khác chính là quý tử của Mạc phu nhân. Điều đặc biệt ở đây chính là Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện ở gần đó. Tên người hầu lập tức báo động cho mọi người trong phủ. Mạc phu nhân hay tin liền tức tốc chạy tới, ôm thi thể người con gào thét. Bà ta nắm lấy cánh tay trái của A Uyên nhưng đã không còn nữa. Nhớ lại lời Ngụy Vô Tiện nói từng muốn lấy cánh tay của con trai nên bà một mực khẳng định Ngụy Vô Tiện chính là hung thủ. Ngụy Vô Tiện không hiểu chuyện gì nên liền chối cãi. Anh cố tình đá cái xác, lật cho mọi người nhìn thấy lá cờ triệu âm kỳ trên cơ thể của gã. Lá cờ này có thể dụ tà ma tới, để nói trên người cũng đồng nghĩa rằng làm bia sống cho âm linh tà ma quanh đây. Nam chính ngồi một góc, nhìn thấy một vết thương trên cánh tay của mình bị biến mất. Vậy có nghĩa là một vết thương tương ứng với một mạng người. Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo? Trong khi mọi người đang tranh cãi thì một lệ quỷ thi ma từ đâu hiện ra tấn công người hầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều tháo chạy nhưng riêng Ngụy Vô Tiện thì vô cùng bình tĩnh. Cậu ta vừa chiến đấu với nó vừa la hét thất thanh để đánh lạc hướng khiến mọi người không nhận ra thân phận thực sự của mình. Chính lúc này, hai tiên sĩ cũng ra tay tương trợ phối hợp ăn ý với nhau, dùng lá bùa dán vào trán của thi ma khống chế. Sau đó, bọn họ ném lá bùa dán để các cửa của phủ tạo trận xích linh phủ. Hung thủ lần này có vẻ nguy hiểm hơn dự tính. Do không chắc sẽ thành công nên họ liền phát tín hiệu cho đồng môn. Đột nhiên, vết thương trên cánh tay của Ngụy Vô Tiện đã lành hẳn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Mạc phu nhân đã chết. Và điều đặc biệt là người hầu và A Tuyên sau khi chết cũng đều bị mất cánh tay trái. Quả nhiên, Mạc phu nhân biến thành lệ quỷ. Hai người của Cô Tô Lam Thị liền chạy tới khống chế nhưng không phải là đối thủ. Cũng may là chân ngôn chú y thuật trên người có tác dụng. Cho nên họ lập tức sử dụng áo của mình trải xa tạo thành trận pháp giăng lên trên không. Chỉ là âm khí của bà ta thật cao cường, trong nháy mắt đã thoát trận pháp. Không còn cách nào khác, Ngụy Vô Tiện liền ra tay, dùng thầy ma để đánh thầy ma. Chỉ trong tích tắc, bà ta đã thủ tiêu hết đám hung thi đó rồi chạy tới tấn công người Lam Thị. Rất may là trong lúc nguy hiểm, viện quân đã tới. Người đó không ai khác chính là Lam Trạm, tự vong cờ. Người khác gọi là Hàm Quang Quân. Lam Trạm chỉ cần gảy vài đường đàn liền đã chế phục được Mạc phu nhân. Nhìn thấy Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện hốt hoảng nên lập tức cưỡi lừa rời đi. Trên đường đi, cậu ta vô tình lạc vào một khu rừng và bị mắc vào bẫy của người Lan Lăng Kim Thị. May mà Lanh Trí tẩu thoát được, nhưng con lừa thì không may như vậy. Rất nhanh sau đó, kẻ răng lưới cũng xuất hiện. Người này tên là Kim Lăng, mới tập tành bắt ma. Nhìn bẫy lưới là một con lừa nên tức giận, đánh hơi người quanh đó, y liền ra tay động thủ. Không lâu sau đó, Ngụy Vô Tiện cũng ra mặt. Cậu đòi lại chú lừa của mình, nhưng Kim Lăng không chịu.
Thấy vậy, nam chính mới buộc miệng chỉ trích. Sau đó, hai bên liền xô sát động thủ. Trong lúc giao chiến, Ngụy Vô Tiện dùng hồn lai khống chế biến ra một thây ma khổng lồ đè bẹp đối phương, rồi dùng chính thanh kiếm của Kim Lăng giải cứu cho con lừa. Đột nhiên, chú của Kim Lăng là Giang Trường xuất hiện, rồi mạnh miệng ra lệnh cho Kim Lăng giết chết nam chính. May cho nam chính là người của cô Tô Lam Thị kịp thời tới ngăn cản. Nể tình có Lam Trạm ra mặt nên bọn họ tha mạng cho anh. Trước khi đi, Lam Trạm cũng không quên thông báo rằng Mạc Dài Trắng đã xuất hiện tà ma nên đề cao cảnh giác. Sau đó ra lệnh cho hai người chia nhau ra tìm hồn ma, rồi quay người gật đầu với Ngụy Vô Tiện. Điều này làm cậu ta ngạc nhiên. Ngày trước tu quỷ đạo, Lam Trạm nhiệt liệt phản đối, thậm chí còn liều cả mạng sống bắt cậu. Hiện tại thì thái độ lại khác. Lúc này Kim Lăng lại xuất hiện, đôi bên có chút xích mích nên đánh nhau. Trong lúc giao chiến, Kim Lăng không may bị đạp vào trong hàng. Thế vậy, Lam Cảnh Nghi và Từ Trúy cũng đi vào kiểm tra. Cuối cùng thì bọn họ cũng tìm thấy Kim Lăng. Đột nhiên bức tượng trên tường di chuyển kỳ dị, xung quanh sáng bừng lên kỳ lạ. Rất nhanh sau đó, bức tượng đá cũng xuất thủ tấn công. Biết rơi vào hàng cọp nên ba người tìm cách trở lên mặt đất. Bức tượng cũng theo đó đuổi theo. Vì chưa từng trải qua sự đổi nên Kim Lăng rất muốn lập công. Một mình cậu ta lao lên tấn công liên tục nhưng không ăn thua. Ngụy Vô Tiện cũng nhìn thấy không ổn liền ra tay tương trợ, dùng hai chiếc lá hòa phép khống chế tượng đá nhưng tất cả đều tan biến. Một đạo sĩ tử sử dụng ra pháp khí là cái chuông khổng lồ nhằm thu phục bức tượng. Tượng lần này thu được con mồi lớn, nhưng không ngờ đối phương phá tan luôn cả pháp khí thoát ra, đồng thời giết chết luôn cả tên đạo sĩ. Trong chớp mắt khu rừng cũng bị đốt cháy. Biết nguy hiểm cận kề, bọn họ phải cầu cứu Lam Trạm. Tuy nhiên pháo hoa đã sử dụng hết rồi. Đúng lúc còn bận suy nghĩ thì Kim Lăng anh dũng lao lên, bắn liên tục nhiều mũi tên vào đối phương nhưng đều không có tác dụng gì. Hòa giải trước đó Giang Trùng đã ra lệnh, hôm nay nhất định phải bắt được thứ gì đó ra hồn quay về, cho nên mới ra anh dụng chiến đấu như vậy. Thấy tình hình không khả quan, Ngụy Vô Tiện liền thổi sáo làm bức tượng phân tâm, đồng thời triệu hồi lên quỷ tướng Ôn Ninh. Trông thấy Ôn Ninh, ai nấy đều sửng sốt, đây là chuyện không thể nào. Quỷ tướng quân chẳng phải trước khi bao vây loạn táng cương đã bị hóa thành tro bụi rồi, sao tự xưng lại xuất hiện ở đây? Ngụy Vô Tiện nhanh trí thổi sáo một hơi liên hồi chế ngự Ôn Ninh tấn công tượng đá, thành công bắt được cánh tay quỷ, nhưng đồng thời cũng khiến thân phận của Ngụy Vô Tiện bị bại lộ. Người chứng kiến đầu tiên là Lam Trạm. Không muốn Ôn Ninh bị bắt nên nam chính liền thổi một tiêu kêu Ôn Ninh rời đi. Lúc này Giang Trường cũng nhận ra Ngụy Vô Tiện, hắn ta đòi chém đòi giết cậu, cũng may Lam Trạm kịp thời ngăn cản. Nhân lúc không ai để ý, Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội bỏ chạy đặt thượng sách. Không chịu dừng lại, Giang Trường tấn công lần nữa ngăn cản. Tình hình càng thêm căng thẳng, nam chính thừa cơ chạy ra phía sau Lam Trạm dựa thế. Cuối cùng vẫn là Lam Trạm lên tiếng và quyết định sẽ đưa Ngụy Vô Tiện về Lam gia để giáo huấn. Tới Lam gia, Ngụy Vô Tiện kiên quyết không vào trong bởi vì cậu đã bị ám ảnh kiếp thời gian sống giáo huấn ở nơi này trong 20 năm qua. Vậy nên thực sự không muốn dấn thân vào đây nữa. Cậu ta định cưỡi lừa rời đi, nhưng con lừa lại bị quả táo dụ dỗ chạy thẳng vào bên trong. Cuối cùng vẫn là không tránh được. Nhớ lại kỷ niệm 20 năm trước, Ngụy Vô Tiện hay còn được gọi với cái tên Ngụy Anh. Ngụy Anh là người hoạt bát, hóm hình và cũng là kẻ lắm trò nhất trong các học sĩ. Cậu ta thường xuyên mang rượu vào Lam gia, cảnh lúc đêm khuya mọi người đi ngủ rồi trèo lên mái nhà uống. Vậy nhưng không may, đêm hôm đó bị Lam Trạm bắt gặp, không đường nào chối cãi được. Vẫn là cảnh hồi tưởng nhiều năm trước. Trong Cô Tô Lam Thị, Ngụy Vô Tiện nổi danh là tiểu tử quấy phá nhất nơi này. Ở đây kết thân với người bạn là Giang Trừng, có thêm một kẻ tự cao là Kim Tử Hiền. Hắn ta vốn được cưng chiều từ nhỏ nên không xem ai ra gì. Nghe các tiến sĩ bàn tán, họ không e dè sợ người đứng đầu nơi này, nhưng đề cao cảnh giác tuyệt đối đừng chạm tới đồ đệ của Lam Khải Nhân là Lam Trạm. Anh ta được mọi người đồn thổi là kẻ khó tính nhất Lam gia, tính tình kỳ cương và phép tắc, cộng thêm võ nghệ cao thâm. Cùng lúc này, Nhấp Hoài Trang vô tình đưa Ngụy Vô Tiện vào trong điện thì gặp phải Lam Trạm. Nhìn thấy người này anh mới nhớ ra, thì ra người đêm qua phát hiện mang rượu vào Cô Tô lại chính là Lam Trạm. Biết là phạm luật nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cố thủ, uống ừng ực cả bình thiên tử tiếu buộc Lam Trạm phải rút kiếm ra ngăn cản. Đáp lại thì Ngụy Vô Tiện cũng chẳng nhượng bộ nên ra tay phản công ngay. Không thể tin được, chỉ mới một ngày mà y đã rơi vào ba điều cấm kỵ, không đi đêm, không uống rượu, không tự ý đánh nhau. Cuối cùng buổi học đầu tiên diễn ra, Lâm Khải Nhân sợ các trò không đọc được sao quy của Cô Tô Lam Thị. Vậy nên đã viết lại rồi ném xuống dài như một sớ chương, kéo dài đằng đẵng tựa như thảm đỏ. Ngụy Vô Tiện nhìn cái toát mồ hôi hột. Trong lớp học, Ngụy Vô Tiện vốn lanh lợi nên hoạt bát hơn người, nhưng lại không chịu học hành nên kiến thức có hạn và suy nghĩ khác người. Phục ma hàng yêu, thay vì độ hóa thì anh ta lại có tư tưởng kích khởi oán khí, khiến cho Lam Khải Nhân tức giận và bị đuổi ra khỏi lớp học.
Ở cảnh khác của phim, nhóm người đang sốt ruột đợi thuyền tới đón. Lúc thuyền gần cập bến thì không may bị thủy quái dưới nước tấn công. Với sức mạnh của nó làm rung lắc cả con thuyền, nhóm người đứng trên bờ chứng kiến sợ bắn người. Cùng lúc có một đại quân tự xưng là Kỳ Sơn Ôn Thị bay tới giải cứu. Thay vì diệt trừ nó thì đám người này lại chọn cách đuổi nó xuống hạ lưu, nơi thuộc địa bàn của Cô Tô Lam Thị. Truyền cảnh, Ngụy Vô Tiện vì trên lớp nói lời vô lễ bị Lam Khải Nhân bắt chép phạt 3 lần, thượng nghĩa thiền. Ba người họ đi một lúc cũng đến tàng thư các. Lam Khải Nhân phải làm trạm làm giám sát, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Vốn dĩ tính tình nghịch ngợm nên Ngụy Vô Tiện liền quấy phá, không chịu đựng được nữa, Lam Trạm liền hòa phép cho y không thể nói chuyện, coi như là cảnh báo buộc anh phải xin lỗi. Khoảng chốc một tháng đã trôi qua, đây là ngày cuối cùng tại tàng thư các chép phạt. Trước khi đi vẫn không quên gây sự với Lam Trạm, tặng anh ta một bức tranh vẽ chế nhạo, đồng thời vô tình thấy được quyển sách được cho là văn phẩm đời trụy. Tức quá nên Lam Trạm quyết định rút kiếm, sau một lúc giằng co thì quyển sách cũng bị xé tan nát. Lam Trạm run cầm cập vì tức giận, gằn giọng kêu Ngụy Vô Tiện cút khỏi nơi này. Đêm tối, có một lão ngư dân đang câu cá thì nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Mặt nước xuất hiện những lớp bong bóng. Ngay sau đó là vô số thi thể nổi lên dọa cho lão hú hồn. Nhân lúc Lam Khải Nhân đi sự hội thảo nên mọi người có cơ hội ra ngoài. Bọn họ vui đùa nhìn ngắm cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của Thái Y Trấn. Nam chính thì mải mê với món kem, đang ăn ngon lành thì đánh hơi được mùi rượu nếp, liền nhảy xuống thuyền lái đi tìm. Đúng là một mẫu người vô tư vô lo, chỉ biết ăn chơi và phá phách. Cùng lúc hai anh em Lâm Hoán đứng trên cầu nhỏ đàm đào, Lam Trạm thắc mắc liền hỏi sư huynh vì sao lại mang họ theo. Hy thần đáp rằng những đại đồ đệ của Giang Tông Chủ và con trai ông ấy đều có tiếng tăm. Họ không phải chỉ biết cười giỡn suốt ngày, mà ẩn sâu bên trong họ còn có một pháp thuật cao cường, một ngày nào đó sẽ cần dùng tới. Trong lúc chèo thuyền thì Ngụy Vô Tiện đụng phải thuyền của Kim Tử Điện, hai bên lời qua tiếng lại, tên công tử đó vọt miệng nói chỉ cần người Vân Mộng Giang Thị tránh xa là được. Nghe xong cảm thấy cả đại tộc bị xúc phạm nên Ngụy Vô Tiện tức giận muốn đánh một trận với hắn cho xa hồn. Hai bên chưa kịp ra tay thì đột nhiên thủy quái ập tới, các thi ma từ dưới nước ngòi lên càng nhiều, người dân trong thị trấn hoảng loạn tháo chạy. Trong lúc náo loạn, may mà Lam Hoán kịp thời ra tay cứu giúp, Lam Trạm đứng trên trời xài những lá bùa tạo pháp trận, rất nhanh đã thâu tóm được bọn thủy quái. Bọn họ chỉ nghĩ rằng thủy quái chỉ xuất hiện ở Bích Linh Hồ, không ngờ nó lan nhanh tới như vậy. Để áp chế bọn chúng không để nó sinh sôi thêm nên bọn họ quyết định ngay trong ngày hôm đó thả thuyền đi tới Bích Linh Hồ. Lúc di chuyển, Ngụy Vô Tiện vô cùng cẩn trọng, anh ta cảm nhận sát khí tại nơi này vô cùng nặng, chứng tỏ thủy quái đang hoành hành xung quanh đây. Lúc này anh ta nhìn sang thuyền của Lam Trạm, nhận ra mực nước chiếc thuyền bên kia cao hơn với thuyền hai người, cho nên nam chính kiếm cớ bơi tới, sau đó sử dụng cây chèo đánh một đòn vào thuyền, rồi đánh một gậy thật mạnh khiến cho thuyền của Lam Trạm lật ngửa xuống. Quả nhiên đúng như dự đoán, khi thuyền lật lên, ba con thủy quái đã bám sát vào thành thuyền từ lúc nào. Chưa dừng ở đó, thủy quái tiếp tục kéo tới, nhưng lần này cấp cao hơn lúc trước. Một cơn sóng lớn với vô số cánh tay ập tới. Hai anh em Lam Trạm song kiếm hợp bích tác chiến, cộng thêm Ngụy Vô Tiện, đám thủy quái bị đánh tan nát. Không bao lâu mà nước cũng lặng yên, trở về hiện trạng ban đầu. Lúc này đáy biển lại có hiện tượng kỳ lạ, những sợi màu đen tựa như rong rêu ngoi lên mặt nước tấn công. Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện điều khiển kiếm khí của mình đâm thẳng xuống biển, rồi cho mọi người kéo lưới đã giăng trước đó. Kỳ lạ là có dấu vết của thủy quái mắc vào lưới, nhưng không bắt được con nào, tất cả chỉ là những sợi rong rêu bám lại. Trận chiến ngày càng cao trào hơn khi con trùng xuất hiện, nó cuộn tròn thân thể của mình đập tan thành thuyền của mọi người. Biết con vật này vô cùng hung ác, nên Lam Hoán chỉ đạo mọi người chia thành nhóm nhỏ lẻ để tác chiến. Mới vào trận, Ngụy Vô Tiện đã rơi vào thế bị động, anh ta liên tục bị truy đuổi sát phía sau. Nam chính nhìn thấy một người cố trụ vào con thuyền nên lao tới ứng cứu. Giang Trùng thấy tình hình nguy hiểm cũng tới giải vây. Nhưng trước khi anh được cứu thì đã bị thủy quái kéo chìm xuống đáy sông. Ngụy Vô Tiện rơi vào nửa tỉnh nửa mê, hành động bất lực. Lúc nguy cấp, Lam Trạm xuất hiện đưa lên trên mặt nước. Xong chuyện thì họ thả thuyền về Cô Tô Lam Thị. Ngụy Vô Tiện không quên được cảm giác bị rơi xuống sông. Bọn họ không quên nghĩ cách khống chế thủy hành uyên để trả lại bình yên cho bá tánh. Theo Lam Hoán được biết thì thủy quái do Ôn Thị chủ động thả xuống dưới, vì không khống chế được nó nên thả về các đại tộc khác xem như hết chuyện. Do thực lực mạnh mẽ hơn nên bọn chúng hoàn toàn không kiêng nể bất cứ thế lực nào. Sau khi trở về, Lam Trạm tức thâu đêm tìm thêm tài liệu về thủy hành uyên để diệt trừ nó càng sớm càng tốt. Về phần Ngụy Vô Tiện vẫn chứng nào tật nấy, lén la lén lút mang hai bình rượu đi vào. Chưa kịp uống thì đã bị Lam Trạm phát hiện, anh ta cho hai quyền lựa chọn, một là đi trừng phạt,
hay là chịu chết dưới kiếm của y. Ngụy Vô Tiện vẫn cố thủ ôm bình rượu nên buộc lòng làm chạm phải ra tay. Tuy đánh không lại, vậy nhưng cậu ta lại có sở trường lươn lẹo. Nhân lúc đối phương lơ là cảnh sát rồi bỏ chạy, hai bên đối co với nhau chẳng may một bình rượu rơi xuống. Ngụy Vô Tiện thấy mình bị đối xử tuyệt tình, ném luôn bình còn lại rồi xông vào ôm chặt làm chạm, cùng nhau lao ra khỏi phủ, coi như hai người đều bị phạm tội tùy tiện ra ngoài. Qua ngày hôm sau, làm chạm áp giải nam chính tới tư đường chịu tội. Thoạt đầu nhìn thấy một mình chịu phạt, Ngụy Vô Tiện định khai ra làm chạm nhưng không ngờ rằng anh ta còn nhanh hơn, tự nguyện quỳ xuống nhận tội. Sau khi bị trừng phạt, Ngụy Vô Tiện đi còn không nổi nữa, nhờ bằng hữu cõng đi. Trong lúc tình cờ đi ngang qua nhìn thấy Lam Khải Nhân đàm đạo cùng với Lam Hoán nên liền nán lại. Lam Khải Nhân đã biết được chuyện Thủy Hành Uyên tung hoành lúc ông vắng nhà. Ông ta vô cùng tức giận vì bọn Ôn Sa làm chuyện sằng bậy, tội không thể tha thứ được. Thế nhưng hiện tại cô Tô Lam Thị còn yếu ớt nên không thể chống lại được bọn chúng, chỉ còn cách bấm bụng nhẫn nhịn. Phải nói rằng trong cuộc đời Lam Khải Nhân chưa từng gặp kẻ nào bướng bỉnh như Ngụy Vô Tiện. Đúng lúc này bọn họ cũng bị phát hiện, Lam Hoán liền lôi cả đám ra. Anh cho họ biết tình trạng vết thương của Lam Chạm tầm 3 năm ngày mới bình phục được. Không cần biết nguyên nhân, điều cần làm bây giờ của Nam chính là tới tìm Lam Chạm để an ủi. Thấy anh ta ngâm mình trong suối, Ngụy Vô Tiện liền nhảy xuống. Nhìn thấy vết thương trên cơ thể của anh ta khá nặng, Ngụy Vô Tiện vô cùng áy náy, y ngỏ ý hai người làm bạn với nhau và tất nhiên là đối phương không đồng ý. Mặc dù chiêu dụ bằng nhiều hình thức nhưng anh ta vẫn quả quyết không thả lỗi cho Nam chính. Đúng lúc này bọn họ nghe âm thanh kỳ lạ phát ra, nghe có vẻ giống với tiếng của hùng thì. Trước mắt thì Lam Hoán và Lam Khải Nhân vẫn chưa về, sang trường mang theo đàn tranh đi tìm Lam Chạm để cầu cứu. Không có vũ khí để tác chiến, anh phải bẻ cành hoa bên cạnh ra đòn tấn công, tạm khống chế bọn chúng. Rồi sau đó dùng tay không để đánh với hùng thì, may mà có người mang đàn tranh tới kịp lúc. Anh ta chụp lấy, chỉ cần gầy vài ba đường thì hai hùng thì đã diệt trừ. Chỉ là Ngụy Vô Tiện đã biến đâu mất, hóa ra anh ta đang bị hùng thì truy đuổi lạc vào tận trong rừng sâu. Trên người không có vũ khí, vậy nên anh phải bẻ cành cây ven đường tấn công, rồi dùng tay không để giao thủ với bọn chúng. Tình hình không mấy khả quan, hung thi chết đi sống lại liên hồi, phải đánh tới khi nào mới hết đây. Cho nên anh liền nhanh chóng tìm nơi ẩn náu. Giang Trừng đứng ở trên đỉnh núi nghe thấy tiếng biết đồng đội của mình đang ở đó, nên lập tức tới ngay. Còn Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác liền trèo lên cây, đám hung thi đứng bên dưới ra sức rung cây liên tục. Rất nhanh sau đó gốc cây cũng ngã xuống, đè bẹp lên người nam chính. Tưởng chừng như anh đã lìa chân, nhưng thật may mắn là không chết. Anh chui ra khỏi gốc cây, nhìn thấy con thỏ anh vô cùng thích thú. Không hiểu được cận kề cái chết rồi mà vẫn còn ngây ngô tới như vậy. Đám hung thi bay tới cũng là lúc anh chụp lấy chú thỏ rồi nhanh chân chạy trốn. Bọn chúng chặn đường khiến Ngụy Vô Tiện không thể thoát thân. Một hung thi tỏa ra oán khí dẫn vào cơ thể anh, khiến cho anh không đứng vững được nữa. Đúng lúc Giang Trừng tới, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện dính oán khí nên anh ta vô cùng sửng sốt. Tiếp đó, tiếng đàn của Lam Chạm cũng là lúc kết thúc trận chiến. Xong việc Lam Chạm rời khỏi, Giang Trừng kéo Ngụy Anh hỏi chuyện, anh ta không thể chấp nhận tà môn ngoại đạo được. Ngụy Vô Tiện liền đáp lại, thứ nguy hiểm thế làm sao mà anh có thể sử dụng được, mãi mãi không có đâu. Nói xong thì cũng là lúc những dấu vết trên tay tan biến mất. Tập 6, hôm đó mọi người được biết thêm về tổ tiên của cô Tô Lam Thị. Thì ra tổ tiên của Lam gia chính là hòa thượng, hèn chi họ hành xử lịch sự và vô cùng quy tắc. Đặc biệt là nói không với mỹ nữ. Đến đoạn này, mọi người xúm lại trêu chọc Kim Tử Hiền. Anh ta không đáp lại, lặng lẽ bỏ đi. Càng ngày họ càng sắc sực lớn tới. Khi đó Ngụy Vô Tiện quay sang hỏi, không biết Kim Huynh đối với sư tỷ ta có vừa ý không? Thật ra anh ta đã có vị hôn thê từ trước và người đó là chị của Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly. Nghe nam chính nói xong, Kim Tử Hiền liền phẫn nộ đáp lại, đồng thời xúc phạm cả đại tộc họ Giang. Không thể chấp nhận câu trả lời đó được, nên Ngụy Vô Tiện lập tức lao tới đấm thầm một phát vào mặt. Không cần mang tới phép tắc nơi này nữa. Sau khi phạm lỗi, Ngụy Vô Tiện bị áp giải lên tư đường, ngay cả Lam Chạm cũng không muốn nhìn mặt cậu nữa. Rồi thúc thúc là Giang Phong Miên đã tới, ông ta không la mắng anh, chỉ nói nhẹ nhàng rồi đưa Ngụy Vô Tiện quay về mà thôi. Ở Liên Hoa Ổ, Giang Yếm Ly đứng thẫn thờ chờ đợi em trai ở bến thuyền. Rất nhanh sau đó Ngụy Vô Tiện cũng vừa về tới, anh ta vui mừng khôn xiết vì đã rất lâu không về thăm tỷ tỷ, đi theo sau là Giang Phong Miên. Họ cùng nhau tới gặp Ngô phu nhân, người mệnh danh là khó tính ở nơi này. Với mong muốn người Giang thị có thể đánh bại hung thú nên suốt ngày bà ta chỉ ở hiệu trường, chỉ dạy các đệ tử bằng những bài học khó đỡ mà bà ấy đưa ra. Cuối cùng, Giang Phong Miên cũng đưa nam chính tới bái kiến. Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, bà ta tức giận mắng chửi. Sở dĩ Lan Lăng Kim thị sẽ kết thông gia với họ, nhưng bởi vì Ngụy Vô Tiện đánh nhau với công tử Kim Tử Hiền khiến cho cuộc hôn nhân bị trì hoãn lại.
Từ lâu bà ta đã không ưa gì nam chính nên giờ càng ghét hơn. Thấy tình hình căng thẳng nên Giang Yếm Ly đến nói đỡ vài lời, lúc này bà ta mới chịu hạ cái giọng và bỏ đi. Còn Ngụy Vô Tiện thì im lặng và không dám chối cãi, ngó nghiêng sang thấy các vị huynh đệ, anh liền giáo giết chạy tới họp mặt, rồi luyên thuyên kể về những chuyện mình ở Cô Tô sống cho mọi người nghe. Đêm hôm đó, Giang Phong Miên tới tìm Ngưu Phu Nhân, ông ta đưa tặng cây châm ngọc bích mu ở Cô Tô để mong bà nguôi ngoai cơn giận, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề. Chính ông ta đã quyết định hủy hôn ước giữa hai nhà, bởi vì ông ấy nghĩ rằng định ước giữa công tử Kim và Giang Yếm Ly là tình đầu ý hợp. Nhưng bây giờ thì không phải như vậy, sợ con gái mình sau này phải khổ nên quyết hủy hôn. Nhưng với Ngưu Phu Nhân thì khác, từ lâu bà đã kết hôn ước với mẹ của Kim Tử Hiền. Với gia thế của nhà bên đó thì sẽ làm cho Giang Thị ngày càng vững mạnh. Nhắc tới đây càng khiến bà ta tức giận nhiều hơn, cũng dần lấy tới Giang Phong Miên, cho rằng ông ta lúc nào cũng coi trọng Ngụy Vô Tiện. Nếu là Giang Trường gây ra thì liệu rằng ông ta có vội vàng chạy tới Cô Tô Lam Thị hay không? Chẳng cần nghe trả lời, bà ta lập tức bỏ đi. Còn Ngụy Vô Tiện tâm trạng cũng không khá được, cậu suy nghĩ về lời Ngưu Phu Nhân nói. Cảm thấy có lỗi với sư tỷ nên liền tới tìm cô để xin lỗi. Giang Yếm Ly cũng thú thật với anh rằng công tử Kim không phù hợp với mình nên việc hủy hôn cũng không khiến cô đau lòng. Sẽ có một ngày nào đó, cô sẽ tìm được ý trung nhân của đời mình. Thoáng chốc một năm trôi qua, cuối cùng Giang Trường cũng quay trở về. Hôm đó cũng chính là ngày diễn ra Thanh Đàm Thịnh Hội. Năm nay do Kỳ Sơn Ôn Thị tổ chức tại thành Bất Dạ Thiền. Tập 7, Ngụy Vô Tiện cũng đi tới thành để dự hội. Trong lúc đang đi tìm bãi bắn cung thì vô tình gặp được Ôn Ninh, người của Kỳ Sơn Ôn Thị đang tập bắn. Thấy có người nên liền đi tới hỏi đường. Vốn dĩ bản tính rụt rè nên Ôn Ninh gặp người lạ liền hốt hoảng núp sau một tảng đá gần đó chỉ đường. Cuối cùng Nam Chính cũng tìm được bãi bắn, cậu choáng ngợp với không khí của đại hội năm nay. Làm Chàm cũng tham gia, nhìn thấy anh ta, Ngụy Vô Tiện tìm cớ bắt chuyện lại gần nhưng lại bị ngó lờ. Để bắt đầu trận, các vị tiên sinh đứng đầu các đại tộc vào vị trí ngồi. Lúc này Nhiếp Minh Quyết bước lên, lão nhìn thấy Kỳ Sơn Ôn Thị sắp xếp vị trí vô lý nên liền lộ ra vẻ mặt hầm hộc. Thay vì các vị ngồi ngang nhau thì bọn chúng lại xếp vị trí của tông chủ của chúng ở nơi cao nhất, đúng là không coi ra gì. Đại tộc Kỳ Sơn Ôn Thị là mạnh nhất trong số các tộc, ai động đến họ coi như gặp đại loạn, thế nên ai nấy đều nhẫn nhịn bỏ qua. Sau đó Ôn Nhược Hàn bước lên ngồi vị trí cao nhất, rồi lão ra lệnh cho mở trận đấu. Các thí sinh đã chuẩn bị thủ thế, đột nhiên tên Ôn Triều nhìn thấy Ôn Ninh liền lên tiếng mỉa mai. Không chịu được nên Ngụy Vô Tiện đứng ra binh vực cho Ôn Ninh khiến tên đó cứng họng. Ôn Ninh kéo cung tên chuẩn bị bắn nhưng mà tay chân run rẩy khiến mũi tên bay ra bị lệch. Ôn Triều ngồi trên cao cười nhạo. Ngụy Vô Tiện lập tức chạy tới an ủi Ôn Ninh vài câu rồi vào sân thi đấu. Họ bước vào, hai bên là vách núi đá sừng sững. Giang Trường chỉ đạo cho mọi người chia ra tìm kiếm bia hung linh rồi sau đó cùng với Ngụy Vô Tiện đi tìm. Ngay sau khi hai người chui ra từ tảng đá thì lập tức nhìn thấy bọn chúng đang chờ sẵn trên bầu trời. Bia hùng linh có dáng vẻ như một thây ma đang bay lửng lờ. Rất nhanh, bọn chúng xông lên động thủ nhưng bị Ngụy Vô Tiện bắn trúng. Pháo hoa biểu trưng cho Giang Thị được bắn lên báo hiệu kết quả. Các đại tiên sinh nâng rượu chúc mừng cho Giang Thị đã lập được thành tích. Rất nhanh, pháo hoa bắn liên hồi, chỉ là không có biệt hiệu nào của Ôn Thị cả. Bọn họ bắt đầu sốt ruột ngồi cũng không yên. Chưa vào trận được bao lâu thì năm chiến sĩ của Ôn Thị đã bị loại. Lúc này Ôn Triều không chịu ngồi yên, liền xin phép phụ thân choán được tham gia. Càng về sau Ngụy Vô Tiện thể hiện vô cùng vượt trội, bắn bách phát bách trúng. Chỉ cần thủ tiêu một bia hung linh thì anh sẽ giành được phần thắng. Chưa kịp ra tay thì tên Ôn Triều đã nhanh tay hơn, hắn không quên khiêu khích. Ngụy Vô Tiện đi tìm hung linh thì hắn ta lại cản trở bằng cách ra tay nhanh hơn. Nam Chính thấy vậy nên cũng nhường, nhưng đến con tiếp theo, anh liền ra tay khiến cho tên của Ôn Triều bắn trượt vào tảng đá. Bắn trượt tức là mất quy tắc thì, mặc dù đã có báo hiệu rời khỏi trận đấu, nhưng hắn vẫn ngạo mạn vươn cung bắn tiếp, đúng là không nói lý lẽ. Nghe mọi người bàn tán thói chơi xấu chơi hèn của mình, hắn liền nổi giận, quay hướng tấn công các thí sinh. May mắn Lam Trạm kịp thời xuất hiện ngăn cản, đồng thời bắn một mũi tên khiến tên của hắn bị chẻ ra làm đôi. Xong chuyện Lam Trạm lặng lẽ bỏ đi vô cùng ngầu. Bằng nhiều cách, Ngụy Vô Tiện liên tục tới bắt chuyện. Thấy đai chán của Lam Trạm bị lệch nên anh tiện tay chỉnh lại nhưng vô tình làm nó tuột ra. Đáp lại thì Lam Trạm quay sang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Tay không tức giận bóp nát quả cam là bóp nát cây cung rồi bỏ đi. Sau đó bọn họ tập trung tại sân bắn. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới biết sau khi bị tháo đai chán, Lam Trạm đã rời khỏi trận đấu. Lý do là vì người Lam Thị vô cùng trân quý đai chán. Việc cởi nó xuống giống như tháo bỏ tôn quy của họ. Cuối cùng kết quả trận đấu cũng được công bố.
hạng nhất thuộc về Ngụy Vô Tiện. Nghe vậy nụ cười của Giang Trừng tắt lại. Bản thân Ôn Thị đứng ra tổ chức mà xếp thứ hạng cuối cùng nên cảm thấy nhục nhã. Ôn Tông Chủ không có mặt mũi ở lại tiếp khách nên liền nhanh chóng rút lui. Tập 8. Sau cuộc thi bắn cung, Ôn Triều đi tạ tội với phụ thần vì không giành được hạng nhất. Ôn Nhược Hàn tức giận nên ra lệnh dạy dỗ cho tứ đại gia tộc biết thế nào là phép tắc tiền môn. Phim dẫn tới lời kể chuyện. Năm Huyền Chính thứ 19, trước và sau khi nuốt chửng các đại gia tộc khác, thì Kỳ Sơn Ôn Thị tiếng xấu đồn xa, mang tiếng khắp nơi trong giang hồ. Coi trời bằng vung, ra đường không nhìn ngó ai. Ôn Nhược Hàn ra lệnh cho con trai Trường Ôn Húc mang người đi càn quét Vân Thâm Bất Chi xứ. Qua đó khiến cho tông chủ Thanh Hành Quân của Lam Thị bị thương nặng. Loạn lạc không rõ tung tích của đại công tử Lam Hy Thần, chỉ còn mỗi Lam Trạm còn trụ lại. Một tháng sau, Kỳ Sơn Ôn Thị lấy lý do chúng tiên môn không biết dạy dỗ con em, uổng phí nhân tài. Bọn chúng ra lệnh tất cả đại gia tộc mang tới Kỳ Sơn Ôn Thị để huấn luyện. Điều này chẳng khác nào lấy đám trẻ em làm con tin cho bọn chúng, nhằm cho các đại gia tộc có ý định phản động. Lúc này, Ngô Phu Nhân tỏ thái độ không tán thành. Bà ta cho rằng điều đó rất vô lý. Giữ hai người con thì người phải đi là Giang Trừng. Ngô Phu Nhân cũng xót xa nhưng cũng không làm trái được. Bà ta cũng không quên đá đều Ngụy Vô Tiện. Từ ngày Giang Phong Miên mang anh về khiến bà ấy không thuận mắt. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã đến Kỳ Sơn. Ôn Triều đứng ra huấn luyện bọn họ. Hắn ta xuất hiện vô cùng ngạo mạn, tay ôm mỹ nữ, mắt còn rào rác nhìn gái xung quanh. Sau đó hắn ra lệnh tất cả mọi người nộp kiếm ra. Không ai đồng ý nên hắn ta liền phái Ôn Trục Lưu đánh dằn mặt. Anh chàng bị đánh không chịu được khóa đơn thủ của hắn liền chết tươi tại chỗ. Ai nấy chứng kiến liền hoảng sợ ngoan ngoãn cống nạp kiếm, rồi cấp phát cho mỗi người một quyển sách Ôn Môn Tình Hoa Lục, là tóm gọn danh ngôn tổ tiên Ôn Thị, bắt buộc tất cả mọi người phải học thuộc như một bài học nhập môn. Tập 8. Ở Vân Mộng, ngôi nhà của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng luôn luôn lo lắng, nhất là Ngô Phu Nhân. Bà ta xót xa khi người con trai duy nhất của bà phải cực khổ đi huấn luyện, mỗi ngày ăn chút cơm canh nhạt, lại còn bị bắt đi săn yêu thú. Dã tâm của Kỳ Sơn Ôn Thị vô cùng độc ác. Lúc này Ngụy Vô Tiện cùng nhóm người đi săn vô tình nghe được chuyện đã xảy ra với cô Tô Lam Thị. Vân Thâm Bất Chi xứ đã bị bọn chúng thiêu rụi, Lam Tông Chủ bị thương vẫn còn chưa tỉnh lại. Lam Trạm đứng ra ngăn cản thì bị thủ hạ của Ôn Húc tấn công gãy mất một chân. Nghe xong Ngụy Vô Tiện liền đi tới an ủi Lam Trạm, nhưng anh ta cũng bờ luôn, không thèm bắt chuyện. Giang Trừng khuyên bảo Ngụy Vô Tiện hãy an phận, đừng lo chuyện bao đồng. Về phía tên Ôn Triều thì đang gặp một cô gái trẻ tên là Miên Miên. Tiếng kêu cứu của cô nàng vang lên, Ngụy Vô Tiện một lần nữa nhúng tay vào giải cứu, lấy ra một cuốn truyện tranh người lớn để chiêu dụ tên công tử ngạo mạn. Lúc này ả người tình của Ôn Triều cũng đi tới. Nhìn thấy tất cả chuyện này, nhất là khi Ôn Triều lại dụ dỗ con gái khác, nên ánh mắt ả ta tỏa ra toàn sát khí. Tất nhiên là sát khí này hướng về cô gái tên là Miên Miên kia. Cuộc săn yêu thú bắt đầu, họ được đưa xuống một hang động tối om. Ai cũng đầy nghi hoặc không biết bọn họ sẽ đối phó với yêu quái gì. Hỏi tên công tử Ôn thì hắn ta không tiết lộ, chỉ nói, ta ra lệnh, các người chấp hành. Một canh giờ trôi qua mà yêu thú vẫn chưa xuất hiện, tên Ôn Triều nóng lòng không thể chờ đợi thêm, bèn phái thủ hạ bắt một người treo lên làm mồi nhử. Trong lúc không biết chọn ai thì tình nhân của hắn liền chỉ vào Miên Miên, cô gái trẻ sợ hãi loay hoay tìm chỗ trốn. Hắn ta còn tuyên thệ, ai dám che chở liền sẽ cho kẻ đó vĩnh viễn không ra khỏi cái hang này. Nghe vậy, ai cũng ngoảnh mặt làm ngơ với Miên Miên. Ngụy Vô Tiện định nhúng tay vào thì bị Giang Trừng kéo lại. Chỉ mỗi Kim Tử Hiên và Lam Trạm là đứng về phía cô gái. Tên Ôn Triều nhìn thấy phản nghịch liền cho người xông lên. Hắn ta tắc quái lên tiếng chửi bới. Ngụy Vô Tiện không thể đứng nhìn được nữa lên tiếng lăng mạ. Chưa dừng ở đó, Nam Chính ném quyển sách tổ tiên Ôn ra xuống đất để nhục mạ hắn. Tên đó tức quá liền cầm kiếm lên xông về phía Ngụy Vô Tiện nhưng không được. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội tiếp cận đó bắt Ôn Triều làm con tin. Đột nhiên lúc này từ phía sau một con thủy quái xuất hiện với ánh mắt đỏ cháy. Sự xuất hiện của quái vật làm Ngụy Vô Tiện buộc lòng phải thả Ôn Triều ra để đối phó với nó. Mọi người đều ra tay tấn công quái vật nhưng không có tác dụng gì. Đến lượt Nam Chính chuẩn bị ra tay thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Miên Miên. Lúc này cô ta đang sắp sửa bị ạt tình nhân của Ôn Triều tra tấn bằng thanh sắt rực đỏ có ký hiệu của Ôn gia. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng giết chết hai tên thuộc hạ, khiến thanh sắt bay ra. Thấy vậy lập tức chạy tới trước mặt đỡ cho nàng ta, đồng thời đánh bay ả ta ra xa. Tập 9. Tên Ôn Triều thấy vậy lập tức kêu đám thuộc hạ về giết Ngụy Vô Tiện, nhưng vừa lao lên đã bị yêu thú nuốt chửng. Thấy vậy đám người Ôn gia liền tháo chạy, Kim Tử Hiền đuổi theo nhưng không kịp, bọn chúng sau khi thoát liền bịt kín cửa hang giam, đồng thời bắn pháo hoa gọi tiếp viện, gặp người nào đi ra giết người đó ngay lập tức. Không thể chờ chết trong vô vọng như vậy được,
Nam Trạm nhìn thấy những chiếc lá phong trên mặt đầm liền suy nghĩ ra cách thoát thần. Trong hang không có cây thông, lá phong chính là con đường thoát. Dưới đáy hồ nước này nhất định có lỗ hổng thông qua nguồn nước bên ngoài. Trong số bọn họ chỉ có Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện biết bơi nên họ liền nhảy xuống dò la tin tức. Bơi sâu xuống hồ nước, ở đó có vô số đầu lầu, Nam chính bị dọa một phen, động tĩnh này khiến con quái vật tỉnh giấc. Không tìm thấy đường ra, Ngụy Vô Tiện liền ngó lên bờ, bỗng dưng con quái vật ngó lên tấn công, may mà anh kịp thời tẩu thoát. Trong tình thế nguy hiểm, Nam chính liền bày ra một pháp trận khống chế nó, vậy nhưng chỉ có hiệu lực trong một thời gian ngắn. Người của cô Tô Lam Thị bắn cùng hỗ trợ, chỉ là mũi tên bay lệch hướng và bắn phải Ngụy Vô Tiện, khiến anh trọng thương. Anh ra lệnh cho mọi người đi theo tẩu thoát ra ngoài trước, còn mình sẽ ở lại đối phó. Giang Trường dẫn theo nhóm người vừa mới thoát ra khỏi hang thì đã bị đám người Ôn Thị bao vây. Dưới hang động tình hình khá nguy hiểm, cứ ngỡ Lam Trạm đã rời đi, nhưng không ngờ anh ta đột ngột xuất hiện yểm trợ. Sau một lúc vật lộn, cả hai người họ đều trọng thương, cần tìm nơi ẩn náu cho thời cơ hành động. Vết thương ở chân của Lam Trạm càng lúc càng trở nên nặng hơn. Nam chính dùng túi dược liệu mà Miên Miên tặng để băng bó vết thương cho Lam Trạm. Sau khi vết thương chí mạng đã được hóa giải, Lam Trạm cũng không quên cảm tạ Ngụy Vô Tiện. Hai người cần nghỉ ngơi và nghĩ cách thoát ra khỏi hang động. Cách duy nhất là phải giết chết nó thì mới có cơ hội để thoát thần. Điểm yếu của nó là phần cổ mềm nhưng mà rất khó đắc thủ. Nghe Lam Trạm kể lại thì thủy quái này không phải dạng tầm thường mà là con thú dữ đổ lục huyền vũ. Sách cổ ghi lại 400 năm trước, khi Sơn Ôn Thị từng xuất hiện đổ lục huyền vũ làm loạn. Nó là hợp thể của đầu rắn với thân rùa, thoạt nhìn giống thần thú nhưng lại ăn thịt người. Các tù sĩ hợp tác với nhau vẫn không giết được nó, huống hồ bây giờ hai người còn bị thương. Hiện tại chỉ còn biết trông chờ vào nhóm người của Giang Trừng tới Cô Tô Lam Thị cầu cứu là gần nhất. Nhắc tới Cô Tô khiến cho Lam Trạm chạnh lòng, nhà của mình đã bị thiêu rụi, tông chủ cũng sớm ra đi, còn huynh trưởng thì lạc mất tích. Lam Trạm vừa kể vừa rưng rưng nước mắt. Bọn họ quyết định nghỉ ngơi 3 ngày, nếu như không có ai giải cứu thì sẽ ra tay giết chết con quái vật kia. Ở bên ngoài, mặc dù Giang Trừng bị thương khá nặng, nhưng anh ta vẫn cố gắng đi tìm cứu viện. Trong hang động, hai người họ cũng khởi trận bằng cách răng huyền sát thực của Cô Tô Lam Thị. Lần này chia thành hai hướng, Ngụy Vô Tiện sẽ đi đánh lạc hướng quân quái vật. Anh ta lặn xuống đáy hồ dụ quái vật tỉnh dậy, bỗng dưng một luồng tà khí tỏa ra. Bên trong lớp đầu lâu đó là một thanh kiếm. Vô số tà khí lao ra, ngay sau Ngụy Vô Tiện định rút nó lên. Cũng nhân cơ hội đó, con quái vật từ phía sau há miệng nuốt gọn Nam Chính vào bụng. Chỉ là trên tay Nam Chính đang cầm vũ khí, cho nên đã dễ dàng đâm một nhát vào cổ của nó. Cộng thêm Lam Trạm ở bên ngoài phối hợp, người tấn công bên trong, kẻ trấn thủ bên ngoài. Dây huyền sắt trấn thủ siết chặt cổ con quái thú, chặt đứt đầu nó trong nháy mắt. Cũng chính lúc này Ngụy Vô Tiện kiệt sức rơi xuống đáy hồ. Tập 10, Lam Trạm nhảy xuống đưa Ngụy Vô Tiện lên bờ. Anh ta hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn không quên nhờ Lam Trạm đàn cho mình một khúc nhạc. Khi tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện đã thấy sư tỷ trước mặt. Hóa ra là trở về nhà rồi. Do vết thương khá nặng nên anh đã hôn mê suốt 3 ngày liên tục. Mặc cho sức khỏe bản thân, Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi dậy hỏi thăm tình hình của Lam Trạm. Được biết anh ta đã quay về Cô Tô Lam Thị. Sau khi kết thúc trận chiến, Ôn Triều đem xác của đồ lục huyền vũ về khoe chiến tích với nhạc phụ. Hắn tự cho là bản thân mình thu phục được yêu thú, rồi cho mở tiệc lớn ở thành Bất Xạ Thiên để ăn mừng. Chưa dừng ở đó, hắn còn đem chuyện các đại gia tộc tạo phản bầm báo. Cùng lúc đó, Giang Thúc Thúc ghé thăm, ông khen ngợi Ngụy Vô Tiện trước mặt Giang Trừng khiến cho anh ta không khỏi chạnh lòng. Nhưng rất nhanh Giang Trừng liền thay đổi thái độ, bị ép là đáng đời. Anh ta cho rằng Ngụy Vô Tiện không nên ra vẻ như vậy. Nghe lời này, Giang Phong Miên lập tức lên tiếng chỉnh đốn. Ngay lập tức, Ngô Phu Nhân cũng xuất hiện phản bác lại. Bà ta tức giận, lý do nổi giận là do ngoài kia người ta đồn đại rằng Giang Tông Chủ bao năm qua bao che giàn dứ với tán nhân ngoại đạo, cho nên coi con của tán nhân như con ruột của mình. Họ còn nghi ngờ Ngụy Vô Tiện có phải chăng là con riêng của Giang Phong Miên. Tức giận vì lời lẽ này, Giang Phong Miên quay người bỏ đi một mạch. Ngụy Vô Tiện kéo tay Giang Trừng lại hỏi cho thông suốt. Giang Trừng lập tức gạt tay. Bao nhiêu tức giận bấy lâu nay của mình được bộc bạch. Trong mắt phụ thân, Giang Trừng lúc nào cũng không hiểu Gia Phong, không xứng đáng làm tông chủ Giang tộc. Ngụy Vô Tiện giết được đồ lục huyền vũ, đánh tới nỗi đổ máu thì được khen ngợi. Còn anh làm gì cũng cho là trái Gia Phong. Anh nhớ tới ngày trở về báo tin phải chạy mất mấy ngày, sức cùng lực kiệt về tới nơi là ngã quỵ xuống mà không nhận được câu hỏi thăm nào của người cha ruột. Vậy thử hỏi ai mới là con ruột của ông? Nhìn thấy Giang Trừng mất bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện nhảy xuống giường an ủi. Sau khi yến tiệc kết thúc, Ôn Nhược Hàn lôi Ôn Triều ra xử tội vì đã không diệt cỏ tận gốc để cho những đại gia tộc khác tẩu thoát.
ông ta liền bày ra mưu cho con trai lập trại giám sát. Nếu thuận thì thu đám con cháu các gia tộc đó về dưới trướng quyền để sai vật, còn trái lệnh thì giết lập uy cho thiên hạ. Một khi uy phong bị mất đi sẽ khiến cho các gia tộc khác phản kháng, cho nên phải quyết đoán. Hai vợ chồng Giang Phong Miên vì chuyện của Ngụy Vô Tiện dẫn tới bất hòa không nhìn mặt nhau. Tối hôm đó, ông ta quyết định song thuyền đi xa cùng với đám thủ hạ của mình. Cùng lúc có người báo tin tới cho Giang Trường biết Lục Sư Đệ bị Ôn Cẩu bắt đi rồi, người Ôn gia đang đợi ở sảnh. Trong lúc Giang Thúc Thúc không có ở đây, bọn họ phải tự giải quyết chuyện này. Tại đại sảnh, a tinh nhân của Ôn Triều đã ngồi đợi sẵn. Không bao lâu, Ngô phu nhân cũng đến tiếp chuyện. Rất nhanh sau đó, Giang Trường và Ngụy Vô Tiện cũng tới can thiệp. Ngụy phu nhân hỏi cho ra lẽ tại sao bắt người của Giang thị. A liền lấy ra con diều được vẽ hình mặt trời, biểu trưng cuộc kỳ sơn Ôn thị đã bị cung tên bắn trúng, và cho rằng người Giang thị làm chuyện bất chính. Nhưng thật ra đó chỉ là một cái cớ, chúng tới đây là để kiếm cớ đến trừng trị Ngụy Vô Tiện. Không thể chịu đựng được thêm nữa, nam chính liền lao tới định tấn công a ta thì bị Ngô phu nhân chặn lại. Bà ta dùng roi điện của mình đánh liên tục vào Ngụy Vô Tiện. Giang Trường ở ngoài đứng ngồi không yên, liên tục xin người mẹ tha thứ. Sau khi đánh xong, a ta vẫn chưa thấy thỏa mãn nên yêu cầu thêm, buộc cho Ngô phu nhân phải chặt đứt một cánh tay của Ngụy Vô Tiện thì bọn chúng mới chịu bỏ qua. Nhìn thấy Ngô phu nhân vẫn còn do dự, a tiếp tục đôn thúc thêm và nói ra chuyện trạm giám sát. Được biết, Kỳ Sơn Ôn thị sẽ lập trạm giám sát ở các thành, trong đó Liên Hoa Ổ cũng không ngoại lệ. Từ giờ trở đi, Liên Hoa Ổ sẽ là trạm giám sát của Kỳ Sơn Ôn thị ở Vân Mộng. Vừa mới nói dứt lời thì Ngô phu nhân tặng một cái tát trời sáng vào mặt ả, cộng thêm một cái nữa cho đủ bộ. Đám thủ hạ của Ôn gia thấy vậy cũng xông lên đánh. Xong chuyện, Ngô phu nhân quay sang tiếp tục trừng trị ả ta. Nhưng không ngờ lúc nguy cấp thì Ôn Trục Lưu đã tới giải vây. Thấy sự xuất hiện của lão ta, Giang Trường liền suy đoán, bởi vì tên này thường ngày bảo vệ Ôn Triều không rời nửa bước. Vậy thì chẳng khác nào bọn chúng đã kéo người tới nơi này. Và đúng là như vậy, tên Ôn Triều song thuyền mang theo hàng trăm thủ hạ chờ sẵn ở trước thành. Ngày hôm nay, hắn ta quyết tiêu diệt tất cả người ở Liên Hoa Ổ để lấy lại uy quyền. Thế vậy, Ngô phu nhân lập tức cho kết giới cấm chế bảo vệ. Không chịu bỏ cuộc, Ôn Triều ra lệnh tấn công không ngừng nghỉ. Ở diễn biến khác, thuyền của Giang Phong Miên đang trôi giạt thì nhận được tình báo Liên Hoa Ổ mở cấm chế, nên ông ta liền ra lệnh cho thuộc hạ quay trở về. Lúc này tình hình trong thành vô cùng căng thẳng, cấm chế không thể cầm cự quá lâu được. Chưa dừng ở đó, Ôn Trục Lưu vẫn đang ở bên trong. Lão nhân cơ hội đó giết chết những người đang trấn thủ cấm chế, lớp bảo hộ bên ngoài bị phá hủy. Ôn Triều chỉ đạo cho binh lính bắn hỏa tiêu về hướng Liên Hoa Ổ. Trong chớp nhoáng, đám lửa đã bốc cháy dữ dội, trận chiến máu tanh xảy ra. Thời khắc dầu sôi lửa bỏng này mà Giang Phong Miên vẫn chưa về, Ngô phu nhân cùng hai người con từ trong biển lửa bước ra chiến đấu với bọn chúng. Trong lúc giao chiến thì tên Ôn Trục Lưu cũng tham chiến, hắn đối đầu với Ngô phu nhân. Nhận thấy roi từ điện của bà ta vô cùng lợi hại, hắn ta nhặt xác của một tên thủ hạ ra làm bia chắn. Không ngờ rằng máu của xác chết bắn ra lại trúng vào mắt của Ngô phu nhân, khiến cho bà ta không thể nhìn rõ. Nhận được tình hình nguy hiểm nên Ngô phu nhân mang Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trường bỏ chạy. Bà đưa bọn họ ra bờ sông rồi trao cho Giang Trường chiếc nhẫn từ điện. Sau đó bà đưa hai người bọn họ lên thuyền đi tới Mi Sơn tìm sư tỷ, còn một mình bà sẽ ở lại chiến đấu với Ôn gia bảo vệ uy quyền cho Giang thị. Ngô phu nhân dặn dò Ngụy Vô Tiện có chết cũng phải bảo vệ Giang Trường. Nói rồi bà ngoảnh mặt lao vào chiến trường. Thuyền của hai người ngày càng trôi xa Liên Hoa Ổ. Ngụy Vô Tiện ngoái nhìn lên trời, nhìn thấy Giang Thúc Thúc đã quay trở về liền mừng rỡ, mong rằng sẽ giải cứu được Ngô phu nhân. Chẳng biết trải qua bao lâu, Giang Trường cùng Ngụy Vô Tiện lén lút quay trở về. Khung cảnh Liên Hoa Ổ hoang tàn sơ xác, máu người chết nhuộm đỏ cả thành, đám người Ôn thị kéo lê xác chết vào nơi tập trung. Lúc này Giang Trường và Ngụy Vô Tiện đã đột nhập vào thành. Ôn Ninh biết có sự xuất hiện của hai người họ, liền đánh lạc hướng đám binh lính trợ giúp. Hai người đi sâu vào bên trong, nhìn thấy người Giang thị chết chồng lên nhau tựa như những ngọn núi. Bỗng cầu nghe thấy giọng nói của Ôn Triều nên liền quay sang và tận mắt thấy cảnh tượng đau lòng. Mẫu thân bị bọn chúng giết chết, không những bị thù tiêu, đến phút cuối cùng còn bị ả ta tra đạp. Mà kết cục của phụ thần cũng chẳng khác, cả hai người đều bỏ mạng giống như những người khác. Giang Trừng băng hoang không ngờ mọi chuyện nhanh tới như vậy, còn muốn chạy để báo thù. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền ngăn cản. Bây giờ không phải là thời điểm để trả thù, xông vào chính là lao đầu vào chỗ chết mà thôi. Trong lúc hai người giằng co thì bọn chúng nghe có tiếng động, Ôn Ninh nhanh trí ra nói đỡ cho hai người. Chiến tích trận này lẫy lừng, Liên Hoa Ổ rơi vào tay Ôn Triều, hắn ta được đề bạt lên làm tông chủ của vùng này. Điều đó khiến cho Giang Trừng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Không còn cách nào khác, Ngụy Vô Tiện đành phải mang theo Giang Trừng nhảy xuống sông để tẩu thoát.
Thấy Giang Trường mất bình tĩnh, Nam Chính khuyên bảo, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Ngay lúc này động thủ chẳng khác gì dâng mạng cho kẻ địch. Không thể kiềm chế được, Giang Trường quay sang đấm một cú vào mặt Ngụy Vô Tiện. Y oán trách tại sao Ngụy Vô Tiện phải cứu Lam Trạm và Kim Tử Hiền. Nếu Nam Chính không làm vậy thì bây giờ Giang Thị đâu có một kết cục bi thảm như thế này. Ngụy Vô Tiện không biết làm gì hơn ngoài chịu trận. Lần này Kỳ Sơn Ôn Thị dùng tới thủ đoạn cuối, truy sát những người còn sống sót của Giang Thị. Bọn chúng theo lệnh truy nã khắp nơi trong thành. Ôn Thị quyết diệt cỏ tận gốc. Không còn cách nào khác, Giang Trường và Ngụy Vô Tiện phải trốn chui trốn lủi cho thời cơ đi tới Mi Sơn. Tại Vân Thâm Bất Chi Xứ, Thúc Công biết chuyện Lam Trạm phái người đi tìm Ngụy Vô Tiện và Giang Trường nên ông ta khuyên anh ta đừng nhúng tay vào chuyện này. Ông lo lắng cho sự nghiệp của gia tộc và an nguy của tộc nhân. Kỳ Sơn Ôn Thị là một kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, đụng tới bọn chúng chỉ có chết. Vậy nhưng Lam Trạm vẫn ngoan cố. Huống hồ trước đó Ngụy Vô Tiện đã cứu anh một mạng. Hiện tại thấy cậu ta đang tình thế khó khăn, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu. Lúc này Lam Khải Nhân cũng tới, anh ta cũng đứng về phía Lam Trạm. Sau khi tìm thức ăn, Ngụy Vô Tiện quay lại không tìm thấy Giang Trường đâu nên nhanh chóng chạy đi tìm khắp thành. Nghe người khác nói anh ta đã rời đi từ rất lâu. Nghe vậy trong đầu Nam Chính liền nhảy số, rất có thể Giang Trường sẽ quay lại Liên Hoa Ổ nên Ngụy Vô Tiện liền chạy một mạch tới đó. Đúng như dự đoán, khi đột nhập vào bên trong thì nghe hai tên thị vệ nói đã bắt được Giang Trường. Ngụy Vô Tiện lén tấn công giải cứu và không may bị phát hiện. Lúc nguy cấp anh đành phải cõng Giang Trường rồi bỏ chạy trên các mái nhà. Nhưng cả hai bị cung tên của đám lính bắn trúng rơi xuống đất. Tưởng chừng như sẽ nổ mạng thì từ phía sau căn phòng có bàn tay kéo hai người vào ẩn náu. Hóa ra người đó chính là Ô Ninh. Hai người đã từng gặp nhau tại thành đàm thị hội ở Kỳ Sơn. Bỗng dưng có người đi vào, nàng chính là thần y Ôn Tình, sư tỷ của Ô Ninh. Bởi vì là thầy thuốc nên nàng không giết người mà đưa cho họ hai sự lựa chọn. Một là rời khỏi đây, hai là theo họ về Kỳ Sơn để chịu tội. Nhưng hiện tại Giang Trường đang bị thương rất nặng không thể đi được. Ôn Ninh xin tì tì cho họ được nán lại ít hôm. Lúc này bên ngoài binh lính đang lục soát khắp nơi, Ngụy Vô Tiện sợ tới toát mồ hôi và thủ thế sẵn sàng tấn công. Đám người ngoài kia nhìn thấy vệt máu trên sàn liền nhận định hai người Ngụy Vô Tiện đang ở bên trong căn phòng nên định xông vào thì Ôn Tình lên tiếng giải vây. Sau khi bọn chúng rời đi, Ngụy Vô Tiện cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu có một thỉnh cầu nhờ Ôn Ninh giúp đỡ, đó là thay mình an táng Giang Thúc Thúc vào Ngu Phu Nhân. Không lâu sau Giang Trường cũng tỉnh dậy, anh mở mắt ra nhưng vẫn nằm bất động trên giường. Sau khi chúng phải chiêu cổ hóa đan thủ thì anh ta đã trở thành phế vật. Vì đôi tay của Ôn Trục Lưu một khi nung chảy kim đan của người nào thì người đó không thể kết đan được nữa. Giấc mộng báo thù của Giang Trường dường như hết hy vọng, anh muốn chết khuất đi cho xong chuyện. Bởi vì có sống thêm nữa cũng chỉ nhìn tên Ôn tặc đó hống hách mà thôi. Ôn Ninh nấu thuốc bổ mang tới, nhưng Giang Trường cũng nhìn nhầm cậu ta là Ôn Triều nên lập tức nổi giận hất bay chén thuốc. Giang Trường còn hiểu lầm, cho rằng xương cốt cha mẹ còn chưa lạnh mà Ngụy Vô Tiện đã dự dẫm vào sự giúp đỡ của Ôn Thị, van xin bọn chúng tha mạng. Lúc này Giang Trường đã mất bình tĩnh rồi là hét om sòm, khiến Ôn Tình không chịu nổi phải dùng kim châm làm anh ta bất tỉnh nhân sự. Sau đó nàng ta chữa trị vết thương cho Ngụy Vô Tiện. Được biết những dấu vết đó là do tử điện của Ngu Phu Nhân mà ra. Nhắc tới bà ta làm cho Nam Chính liền nhớ lại câu nói, người sớm muộn gì cũng mang đến phiền phức lớn cho Giang gia. Quả nhiên đúng như lời đồn, tai họa lần này mà Giang Thị nhận phải cũng là lỗi lầm mà anh gây ra. Để đền bù, anh sẽ cố gắng bảo vệ Giang Trường, không phụ lòng Ngu Phu Nhân đã căn dặn. Ngụy Vô Tiện hứa sẽ đưa Giang Trường đi tìm sư phụ của mẫu thân mình là Bão Sơn Tán Nhân, cao nhân thế ngoại mấy trăm tuổi trong truyền thuyết. Ông ta sẽ phục hồi lại kim đan cho Giang Trường. Thấy được cơ hội, sắc mặt của anh ta liền trở nên khá hơn. Thi hài của Giang Thúc Thúc và Ngu Phu Nhân được đưa tới Kỳ Sơn. Ôn Ninh nghĩ mọi cách cũng chỉ lấy được một vài đồ vật từ trên người họ. Ngụy Vô Tiện mang ra những kỷ vật cho Giang Trường. Hai người họ vô cùng xúc động quỳ xuống bái lạy. Và tới đây thì tập phim kết thúc rồi.